Rồi thì đang có mặt ở nhà đầu thờ đầu tiên thì đó là nhà thờ lớn Hà Nội. Đây đây. Nhà thờ lớn Hà Nội ha. Đây là nhà thờ đầu tiên trong chuỗi series nhà các nhà thờ lớn ở ở miền Bắc. Đây khuôn viên nhà thờ, khuôn viên nhà thờ lớn Hà Nội, nhà thờ chánh tòa đó, trước có hàng rào. Đây là xung quanh nhà thờ này, nằm từ từ như nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vậy. Xung quanh là mấy tòa nhà quán xá đồ, ở trước có tượng Đức Mẹ. Hiện tại Hà Nội đang mưa to nên review ngoài mưa luôn. Ở trước nhà thờ có cái hình Chúa Giêsu lên trời. Tượng Đức Mẹ. Hai bên hông nhà thờ này. Bên tầm kìa. Đi vô à. Cái này nó mới sơn lại. À, cái khúc này cái còn mới mới. Mới chỉ có cái khúc cũ kia á, ở dưới mặt tiền còn để lại lại không? Cũng này nó đã làm lại chấm thấm chấm nữa. Trong này là bán đồ tượng Chúa, lễ, áo lễ, đồ lưu niệm, lưu niệm bên này. Cũng hay, đó là biết tính rồi nha. Dấu sơn còn mới không? Đây có cái tường phục sinh. Cái tường này nổi tiếng này. Đây là tường có màu. Đây hình bê vua. Mặt hậu nè, mặt hậu nhà thờ. Mùi hoa ngọc lan nó cực kỳ thơm. Rồi này là bên cánh bên phía còn lại của nhà thờ. Chắc là đường máy lạnh ha, các máy lạnh nó toàn phần. Còn cái gì không? Chữ này đóng rồi. Rồi thôi ra lại. Ngôi nhà thờ lớn bằng mô hình bằng cây tăm, thiệt hả?
cái gian bán đồ nãy. Rồi đó là một số hình ảnh quay trong nhà thờ. Trời tối đó, không có mở điện, trời mưa nữa. Ngày mai mình sẽ đi lễ rồi quay trong nhà thờ tiếp theo. Vì thế trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta niềm tin và củng cố niềm tin vào Chúa Phục Sinh. Từ thánh lễ chúng ta cũng hiển ý với các ý chỉ của các gia đình xin mà đã được sướng chúc. Rồi đây nhà thờ tiếp theo, nhà thờ cửa Bắc. Đèn cờ lễ cưới. Tối quá, trời mưa nên hơi tối. Nhà thờ cửa Bắc nha. Đây là cánh hông nhà thờ, bên này có tự Đức Mẹ nè. Xung quanh nhà thờ đây. Trời mà nắng lên là đẹp lắm á.